Chào mừng các bạn đến với phần quảng cáo Facebook nâng cao. Thì trong phần này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo hai loại quảng cáo nâng cao. Thứ nhất đó là quảng cáo thu hút chuyển đổi khách hàng trên website, và thứ hai đó là quảng cáo khách hàng tiềm năng. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về quảng cáo thu hút chuyển đổi khách hàng trên website. Thì quảng cáo này được Facebook định nghĩa là quảng cáo sẽ thu hút mọi người thực hiện những hành động có giá trị trên website của các bạn, ví dụ như là xem bản demo hoặc là mua sản phẩm. Chuyển đổi ở đây các bạn có thể tự định nghĩa, ví dụ như là khi khách hàng thêm vào giỏ hàng các bạn cũng có thể tính là chuyển đổi, hoặc là khách hàng đăng ký thành công cũng là chuyển đổi, kích vào nút gọi điện trên website các bạn cũng sẽ tính là chuyển đổi. Thì để tạo quảng cáo thu hút chuyển đổi khách hàng trên website thì chúng ta cần phải làm những bước nào? Ok, bây giờ tôi và các bạn sẽ cùng thực hành nhé. Đầu tiên thì trong trình quản lý quảng cáo thì các bạn kích vào phần tạo chiến dịch. Rồi, ở đây các bạn chọn mục tiêu là chuyển đổi. Đặt tên chiến, ở đây các bạn có thể đặt tên chiến dịch. Ví dụ như là thực hành tạo quảng cáo chuyển đổi chẳng hạn. Rồi, bước tiếp theo các bạn kích vào tiếp tục. Ở đây vẫn như tạo quảng cáo tương tác thôi, thì các bạn đặt tên quảng cáo. Rồi, test. Chuyển đổi. Rồi, ở trong phần chuyển đổi này các bạn sẽ chọn mã pixel chuyển đổi tương ứng với cái mục tiêu chuyển đổi của các bạn. Ở đây có thể là mục tiêu của các bạn đó là xem nội dung trang web của các bạn thôi, hay là khách hàng thêm vào giỏ hàng, hoặc là khách hàng hoàn tất đăng ký. Thì khi các bạn gắn pixel thành công thì cái mục tiêu chuyển đổi các bạn sẽ hiện màu xanh, còn màu đỏ tức là các bạn chưa gắn mã pixel chuyển đổi. Vậy thì làm thế nào để các bạn gắn cái mã chuyển đổi của Facebook? Thì đầu tiên các bạn sẽ cần phải gắn cái mã pixel lên trên cái trang web của các bạn. Thì đầu tiên các bạn sẽ kích vào phần pixel. Để lấy được cái mã pixel thì các bạn kích vào phần pixel của tài khoản. Các bạn chọn thiết lập. Rồi, chọn tự cài đặt mã thủ công. Thì đây Facebook còn dẫn cho các bạn rất là chi tiết. Thì để gắn được cái mã pixel chuyển đổi thì đầu tiên các bạn cần phải gắn cái mã pixel cơ bản trên website của các bạn. Khi các bạn gắn cái mã này lên website của các bạn thì Facebook sẽ thu thập thông tin từ tất cả khách hàng đã truy cập vào website của các bạn. Thì để gắn được cái mã pixel này các bạn sẽ gắn lên cái thẻ head của website các bạn. Việc gắn mã pixel này thì thông thường nếu các bạn có anh IT thì các bạn chỉ cần sao chép cái mã pixel này thôi, và các bạn gửi cho anh IT của các bạn để bảo anh gắn vào cái trang header của bạn là ok. Và ngoài ra thì các bạn có thể gắn trên một cái công cụ nữa, đó là công cụ Google Tag Manager. Bây giờ tôi sẽ dẫn các bạn gắn các cái mã này bằng một cái công cụ khác là công cụ Google Tag Manager. Khi các bạn sử dụng công cụ Google Tag Manager thì các bạn chỉ cần cung cấp cho anh IT một cái mã duy nhất thôi, và sau này tất cả việc các bạn gắn và tinh chỉnh cái mã pixel thì các bạn hoàn toàn có thể chủ động được. Thì để gắn được bằng cái mã Google Tag Manager thì đầu tiên các bạn sẽ tạo cái tài khoản Google Tag Manager. Ở đây các bạn sẽ tạo tài khoản Google Tag Manager bằng Gmail các bạn. Nhập vào sign up for free. Đăng nhập bằng tài khoản Gmail của các bạn. Rồi các bạn chọn đăng. Đó, như vậy là các bạn đã tạo tài khoản Google Tag Manager thành công. Thì đầu tiên để gắn cái mã Google Tag Manager này lên website của các bạn thì chúng ta sẽ thiết lập tài khoản. Ví dụ ở đây tôi có website Laros chẳng hạn, thì tôi sẽ tạo một cái tài khoản cho cái website này. Đầu tiên tôi sẽ đặt tên cho tài khoản này
Bước tiếp theo các bạn sẽ chọn Việt Nam. Rồi, các bạn chọn Continue. Ở đây các bạn sẽ paste cái website các bạn vào đây. Rồi, xóa những cái ký tự này đi. Ok, các bạn chọn Web, chọn Create. Rồi, nhấp vào Accept và chọn Yes. Công việc tiếp theo là bạn sẽ làm việc với anh IT, và các bạn chỉ cần làm việc với anh IT duy nhất một lần này thôi, và tất cả những cái lần cài đặt mã pixel hay là các cái mã khác thì các bạn không cần phải nhờ vẹn đến anh IT nữa. Thì đầu tiên các bạn sẽ copy các cái mã này, các bạn gửi cho anh IT để anh gắn vào website các bạn. Thì các bạn lưu ý là đối với cái mã đầu tiên này này thì sẽ gắn ở cái thẻ head của website, và đối với cái thẻ thứ hai là sẽ gắn ở cái thẻ body của website. Thì thẻ head và thẻ body là gì thì các bạn chỉ cần bảo với anh IT là anh sẽ tự biết thôi. Ok, thì đây chính là cái tài khoản mà tôi đã nhờ anh IT gắn thành công. Và việc của các bạn bây giờ là các bạn có thể tự tay mình gắn được cái mã pixel bằng cái trình quản lý Google Tag Manager này. Đầu tiên thì để gắn được cái mã pixel các bạn, thì các bạn sẽ click vào phần Tag. Rồi, các bạn chọn phần New. Rồi, tại phần này các bạn click vào Tag Configuration. Vì cái mã các bạn là một cái mã HTML nên các bạn chọn HTML. Rồi, và việc của các bạn bây giờ đó là copy cái mã pixel cơ bản của Facebook vào đây. Thì đây chính là cái mã pixel cơ bản của Facebook này. Các bạn copy. Rồi, các bạn paste vào đây. Ở đây các bạn sẽ chọn Once per page. Tại phần triggering này các bạn sẽ chọn home page. Rồi, ở đây các bạn sẽ đặt tên thôi. Test pixel Facebook. Các bạn save. Và các bạn nhấn submit. Nhấn publish. Continue. Rồi, như vậy là các bạn đã gắn cái mã pixel thành công lên website của các bạn. Để kiểm tra các bạn đã gắn thành công hay chưa thì các bạn sẽ dùng một cái add-on, đó là Google Pixel Helper. Đây, các bạn click vào đây,